Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quốc Duy Channel. Hôm nay công ty Quốc Duy muốn giới thiệu đến các bạn máy phay khoan CNC Rotor SM1325 BBAL, chuyên được sử dụng để cắt và khoan các loại ván công nghiệp MDF, Bollywood. Như các bạn cũng đã thấy, sản phẩm sản xuất ra không phụ thuộc vào tay nghề của người điều khiển. Người điều khiển chủ yếu theo dõi và kiểm tra quá trình làm việc của máy, giúp thời gian gia công nhanh, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Máy được trang bị cơ cấu thay dao tự động gồm 12 khay chứa dao. Công nghệ này giúp cho quá trình sản xuất đạt năng suất cao hơn, thao tác dễ dàng hơn với các sản phẩm có yêu cầu cao, phức tạp về mặt chi tiết. Điểm đặc biệt của máy SM1325-R1-BBAL là được trang bị thêm hai rulo đè phôi, giúp phôi cố định chắc chắn trong khi gia công các sản phẩm có kích thước nhỏ hoặc các loại ván có bề mặt không được phẳng như Bollywood. Mọi thắc mắc về máy các bạn có thể liên hệ ngay đến số điện thoại 0903 600 113 hoặc qua website quốcduy.com.vn để được giải đáp thắc mắc nhanh nhất bạn nhé.